Ai hỏi câu gì nào? Bao nhiêu? 31 à? Mở câu 31 ra. Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định y phẩy bằng gì? Y phẩy bằng 2m bình trừ m cộng 5. Để nó đồng biến thì em phải cho cái này lớn không đúng không? Mà lớn không, bậc 2 mà lớn không thì phải là delta âm không? Đúng chưa? Delta nhỏ bằng 0. Em tính delta nhỏ bằng 0 đi. Delta bằng mấy? Delta nhỏ bằng 0 sẵn rồi đúng không? 1 trừ đi 40 mà. Đúng không? Như vậy là nào ra chưa? Delta ra bao nhiêu? Thì nó nhỏ bằng 0 sẵn rồi đúng không? Có nghĩa là cái biểu thức y phẩy này là luôn gì rồi? Luôn gì? Luôn dương rồi. Cái 2m bình trừ m cộng 5 mà. Thế gọi là để nó luôn dương thì delta phải nhỏ bằng 0, a lớn 0 đúng không? Mà em tính delta ra âm sẵn rồi. Thì có phải cái y phẩy này là đã là luôn dương rồi đúng không? Thì với mọi m đúng không? Còn nếu em tìm ra được một số nào đấy thì m phải nhỏ hơn số đấy. Hiểu chưa? Tiếp. Ai hỏi câu gì? Đã bảo mọi người đều chuẩn bị hỏi câu gì đánh dấu sẵn đi, bây giờ ngồi ngẫm mới làm cái gì nữa. 40 ạ. Em làm chưa? Vâng. Em làm 40 chưa? Em chưa. Thế em hỏi làm gì? Em không nhớ làm. Em đã đọc đề chưa? Ngược mặt đây nhìn thẳng nhau. Đề hỏi cái gì? Đề hỏi là tìm trị của hàm số bậc mấy? Bậc 3. Bậc 3. Tìm cực trị hàm số bậc 3 như nào? Lý thuyết. Cực trị là nghiệm của y phẩy bằng 0 và có sự đổi dấu đúng không? Nhưng mà ở đây lại cho là cực trị tại x bằng 1 đúng không? Thế là cực trị đấy, cực đại chẳng là cực trị à? Thế nó cho cực trị tại x bằng 1 thì ra có điều đầu tiên là y phẩy 1 bằng 0 không? Nếu nó hỏi cực đại thì y 2,1 nhỏ hơn 0, còn cực tiểu y 2,1 lớn 0 đúng không? Thế thì em thay vào giải hệ là xong chưa? Y phẩy 1 bằng 0 và y 2,1 nhỏ hơn 0. Giải hệ này thì ra m. Được chưa? Mà y phẩy y 2 phẩy em tính được. Ok. Ai hỏi tiếp? 49 à? Cố gắng hỏi từ trên xuống dưới như nào đi, cứ hỏi lung tung cả lên này. Giá trị nhỏ nhất của hàm số. Nào nhìn câu 49 đi. Thứ nhất, ta thấy ngay nó là hàm bậc nhất trên bậc nhất. Hàm bậc nhất trên bậc nhất thì luôn đồng hoặc luôn nghịch. Đúng không? Ta giả sử nó đồng biến nhá, thì giá trị nhỏ nhất là số đầu tiên đúng không? Là F mấy? F1. À đâu xin lỗi, là F3 đúng không? Còn nếu là hàm nghịch biến thì giá trị nhỏ nhất phải là F4 đúng không? Em cho F3 bằng -27 và cho F4 bằng -27 xem ra m bằng mấy. Cho F3 bằng -27, cho F4 bằng -27. Ta chưa cần kiểm tra đồng nghịch rồi, ta cứ lấy hai cái đấy đi ạ, xem m như thế nào. F3 bằng -27 và F4 bằng -27. Còn thực ra là ta nhẩm y phẩy phát là biết ngay nó là gì, luôn dương rồi. Luôn dương là luôn đồng biến rồi đúng không? Luôn đồng biến thì số đầu tiên F3 bằng -27 sẽ cho đáp án. Đúng không? 5 thì chọn đáp án thôi. Như vậy là hàm đồng biến thì cho F3 bằng -27 thì suy m bằng 5 à? Có hiểu không? Hiểu cái nhà không? Đã bảo mọi người hình dung này, đồng biến là đi lên đúng không? Thì cái số đầu tiên phải là gì? Số nhỏ nhất chưa? Số sau nó đang cao hơn là số lớn nhất à? Nhưng nếu nghịch biến đi xuống thì số đằng sau mới là số nhỏ nhất đúng không? Thì phải là F4 chưa? Nhưng rõ ràng ta tính y phẩy ra được là luôn dương chưa? Thế thì F3 mới là nhỏ nhất. Được chưa? Hỏi tiếp. Cotang bằng 1 trên tang. Ngọc Anh hiểu chưa? Khang Trắng hiểu không? Thỉnh thoảng đổi tên đấy. Khang Đen mãi rồi. Ai hỏi tiếp thì hỏi đi. 32 à? Đảo câu liên tục nghịch biến trên R. Hàm bậc 3 mà nghịch biến trên R là luôn nghịch biến. Luôn nghịch biến là y phẩy phải luôn âm.
Dù hỏi y phẩy luôn âm hay luôn dương thì đều phải tính delta y phẩy nhỏ bằng 0. Luôn đồng hoặc luôn nghịch là đều phải là delta y phẩy nhỏ bằng 0 đúng không? Tính thôi. Delta của y phẩy nhỏ bằng 0. Còn A âm thì ta nhìn thấy ngay A âm thỏa mãn rồi, nhưng em chỉ cần giải điều kiện delta y phẩy nhỏ bằng 0 thôi. Tự tính được không? Tính được. Quang Anh hỏi không? Chẳng làm gì để hỏi. Gọi nó dậy mắc màn. Nhưng mà những thằng như thế nó không sợ mũi đốt đâu em ạ. Mũi không thể đốt được nó. Cái vòi của con mũi thì em biết rồi đúng không? Kể cả loại mũi vằn mà truyền sốt sốt rét ấy, cái vòi là ngắn không mà. Nó đâm vào gặp một lớp mỡ thì nó ngấy, nó chết ngập rồi. Bọn này ăn mỡ được không? Ăn mỡ, ăn cái miếng mỡ thì ngấy đúng không? Mũi như thế, nó đốt vào vòi nó ngập toàn mỡ rồi. Hút làm sao được máu nữa. Đúng không? Thế là nó dỉ tay nhau bảo đừng hút thằng này. Vì hút thằng này chỉ ngập mỡ lại mất công đi vệ sinh lại cái vòi. Giống như đi rửa xe ấy. Đấy. Sao chị Tuyền Minh cười gì? Đốt vào người chị là chỉ gãy vòi thôi. Toàn xương, da bọc xương. Cắm vào vắt, quằn vòi. Đấy, đốt như con trăng linh này. Đấy, ngon thơm. Có thịt, có da có thịt. Như con Tuyền Minh kia nó gầy đúng không? Đốt vắt quằn vòi, lại phải đi gò hoàn lại. Lắn lại. Còn đốt đốt tấn thì sao? À đốt thế thì thôi toàn mỡ. Không rút ra thì rút được, mà nó ngập toàn mỡ lại phải đi mất công đi xúc rửa. Xe các đồng chí thế thôi, đi bẩn phải rửa đúng không? Các ông đâm vào người đi đường chẳng sao, xe không hỏng, nhưng mà các ông đâm cột điện phải xe phải cong vành không? Lại phải đi lắn. Còn mũi không thế. Được chưa? Hỏi đi. Hết rồi à? Không phải hỏi nữa gì? Tốt. Có đúng không? Đây là một chuyện. Bốn mấy? 46 nhá. Y phẩy bằng. Lưu ý phải đổi trừ x lên phía trước. Vì đây đang là 4 trừ x đúng không? Đổi trừ x lên phía trước rồi em mới tính được y phẩy. Để theo đúng công thức tính nhanh của mình. Sau đó để có cực đại cực tiểu thì y phẩy của em sẽ ra bậc 2 ở trên tử mà. Delta dương là xong. Được chưa? Như em chỉ cần tính y phẩy. Sau đó cho cái delta lớn không? Lớn hơn không nhá, không phải bằng không đâu. Được chưa? Còn mà bây giờ không tính những y phẩy thì chịu rồi. Bọc tách ra rồi xong. AA phẩy x bình cộng 2AB phẩy x cộng với BB phẩy trừ A phẩy C. Cộng 2AB phẩy x cộng với BB phẩy trừ A phẩy C. Dạy dồn gì? Thì Tuyền Minh được chưa? Hỏi đi. Đạt hỏi không? Đăng Tiến Tấn Nghi Ca sĩ hỏi không? Quang Linh. Ca sĩ Quang Linh lâu lắm không nghe bài tiếng hát chim đa đa nhỉ? Biết bài đấy không? Hơi nổi tiếng đấy. Một thời đấy. Cái thời ngày xưa của anh Đan Trường Quang Linh ở Nam Trường nổi tiếng mà. Bọn em thì ít nghe. Gì? Không bảo cái thời của anh. Bố em bao tuổi rồi? Anh gọi đây là Hà Mỹ Bình. Bốn mấy? 48 á? Thế lấy vợ muộn à? À bọn này con út thì anh 23 thì 23-48 thì không muộn. Hỏi tiếp đi. Ai hỏi nào? Câu 50 gì? Em phải nói to lên. Câu 50 nhá. Nó lại giống con lúc nãy rồi em. Đây là hàm bậc nhất trên bậc nhất mà. Thì chỉ có thể luôn đồng luôn nghịch đúng không? Thế giá trị lớn nhất em cho f trừ 1 bằng trừ 3 hoặc là f0 bằng trừ 3 mà thôi. Nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là em tính y phẩy ra là dương hay âm. Có hiểu không? Nhưng mà chắc chắn đáp án phải làm trong hai cái. Một là f trừ 1 bằng âm 3 hoặc là f0 bằng âm 3. Đấy. Được chưa? Không, cái đấy mọi người tự tính, anh chả tính thì con dễ làm gì. Hiểu chưa? Thế tại sao cho một cái đề kiểm tra này mà cả buổi chả làm xong được? Mặc cái đần thối chưa?
không hề có tiệm cận, không hề có dạng đồ thị ABCD, chỉ mỗi đồng biến nghịch biến mới cực trị thôi mà còn ngẩn ngơ. Đây là anh chữa bằng cách làm nhanh đồ thị cho em có thể dùng y phẩy cơ mà, đúng không? Đi đi, nhưng vấn đề là bọn em phải hiểu. Thế anh bảo rồi, chỉ cần học thuộc các hình dạng đồ thị thì làm rất là nhanh, nhưng bọn em phải hiểu để vận dụng. Còn đâu bình thường người ta sẽ dạy bọn em là gì, tính y phẩy, xong lập bảng xét dấu vân vân, đúng không? Bọn em phải biết cách áp dụng. Mới cả mình đang học cái chưa phải cái vận dụng cao nhá. Cái vận dụng cao là thỉnh thoảng lúc mà cứ hết giờ ấy, xong anh chiếu cho cái tài liệu của anh chị học ấy, để ta làm trực tiếp trên bảng ấy. Đấy mới là vận dụng cao. Cái đấy thì tùy từng bài. Thường là cái mục đấy đợi lúc mà mọi người ôn kiểm tra một tiết ấy, bắt đầu anh mới cho làm. Bây giờ học lượt một thì làm các bài từ vận dụng trở xuống thôi. Hiền ơi hỏi không? Còn ai lăn tăn gì không? Chắc nhá. Buổi sau làm kiểm tra tiếp được không? Không. Đã chắc mà lại buổi sau làm kiểm tra lại không? Cái mờ bộ phải lớn mặt cái này đúng không? Được chưa?